Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại chiến tiếp với zombie ở chế độ Benny Bersu nha các bạn. Clip này thì mình sẽ đánh level 3 các bạn. Mình sẽ đánh level 3 một chớp, hai chớp, ba chớp thì nó không có cái six basket của cái Scully Power. Đó, cho nên chúng ta sẽ đánh level 3 một chớp, hai chớp và level 2 ba chớp các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh level 3 một chớp trước các bạn ơi. Cái này thì nó cho mình sẵn luôn các bạn, và sống sót trong 120 phút. Ủa, trong 120 giây đó, mình chọn cái nào đâu, một chớp mình sẽ chọn cái này thôi. Rồi, diễn thôi các bạn. Ôi trời, nó xếp sẵn cho mình luôn nè. Đẹp ghê chưa? Xịn sò không? Cái này thì nó không có cho cây tạo len các bạn. Hai phút rồi, sống sót trong 2 phút các bạn. Trụ nổi không đây, trụ nổi không? Còn 28 giây nữa các bạn ơi, 28 giây nữa. Ồ, quá dữ rồi. Trụ không nổi rồi các bạn ơi, trụ không nổi rồi. Còn 13 giây nữa. Trời đất ơi. Còn 2 giây nữa. Rồi, thắng rồi các bạn. Ôi trời. Ồ, cái level này kinh vậy. À, rồi, bây giờ mình sẽ đánh level 2 3 chớp các bạn. À, trước khi đánh mình sẽ book các bạn. Mình coi cái nào được mình book. Đó, mình book cái này nè. Book cái nổ luôn nè. Book cái này luôn nè. Rồi. À, bây giờ mình sẽ đánh level 3 này, level 2 3 chớp. À, rồi. Sống sót với đợt tấn công của zombie. Mình sẽ chọn 2 3 chớp, có lẽ mình phải chọn 3 cái các bạn. Chọn 3 cái đi. Rồi, chuyển thôi. Mình sẽ chọn cái này. Rồi, chuyển thôi. Mình đang có hai cây được bút. Và mình sử dụng tới mất tới 10 viên kim cương luôn các bạn. Và nó kêu cho mình là không để mất quá 4 cây. À, chưa đánh mà nó đã thua rồi. Nó bay rồi. Mình thêm ở đây một cây nữa các bạn. Cái này nó có sạch cho mình luôn rồi nè. Thơm rồi nè. Ừ.
Nó vô tới trong luôn rồi nè. Mình phải sử dụng cái này rồi. Mình chưa sử dụng cây này nè. Mai hả? Cây này bút mà nó bút yếu quá các bạn. Nó thổi bay ông vua luôn rồi. Ta đang được bút nhưng mà khá là yếu. Có một con zombie nó chui vô trong được. Mày hả? Mày chui vô trong hả? Mình chỉ còn một cây nữa thôi các bạn, mình mất một cây nữa là mình thua. Mình sẽ mất cái bonus. Mày hả? Ôi trời ơi, đây. Thôi rồi rồi rồi. Cái vụ này là mình. Ồ, nguyên nhân là ông già đây nè. Thôi rồi mình không lấy bonus luôn các bạn. Không lấy bonus luôn. Không lấy bonus luôn. Không lấy bonus luôn. Cây này nó bắn mà nó không xin nhê gì luôn các bạn. Phải xử ông già này trước nè. Mình thấy ở đây có ông già này. To xác hả? Mày to xác hả? To xác hả? Mày rồi à, được 10 cái six pack kìa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh level 3 hai chớp đây. Đây rồi mình sẽ đánh cái level này các bạn, hai chớp để mình có được 5 cái six pack kìa, cộng với 1500 coin đó, sống sót trong 2 phút các bạn. Thôi mình bỏ cái này đi. Rồi, chuyển thôi. Mình có 125 sen rồi. Mày hả? Cái này là cái cây tạp xanh mà nhỉ.
chắc cha nó chui vô đây được rồi. Ông già quá, sao ông già rồi? Cho nó ăn hết của mình thôi. Bốn mươi bảy giây nữa, không chịu nổi rồi các bạn ơi, không chịu nổi rồi. Ba mươi sáu giây nữa, ba mươi giây nữa, mình thủ bên không còn cái máy cắt cỏ các bạn. Chậm lại, 13 giây nữa. May hả? Mình thắng thì chắc chắn sẽ thắng rồi các bạn, nhưng mà mình không còn cái máy cắt cỏ nào hết. Còn rồi, thắng rồi các bạn ơi. À, rồi. Hôm nay thì chúng ta đã đánh level 3, 1 chớp, 2 chớp và level 2, 3 chớp. Rồi, mình cũng xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.